esempio. Thank you.
Yeah.
vào vai. Cầm vào tay rất là đau.
châu châu bò 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 nuôi ở ngoại này là để rán đấy. Còn đây thì gà vịt thiên giá xuôi giá chết chóc liên tục. Đây trở thành quen đi, không thì nó lại không ổn.
cảm thấy người lặng như đá. Chết mấy người làm xuống đây, cái đấy xình vậy, xình.